Không phải bạn ế, mà là một nửa của bạn chưa đến mà thôi. Cũng giống như việc không phải bạn không thông minh, mà chẳng qua là bạn chưa gặp được những thứ làm bạn bộc lộ tố chất thông minh đột biến ẩn sâu bên trong mình. Vậy còn chờ gì nữa, ngày hôm nay bạn trúng mánh rồi đấy. Bộ sưu tập câu đố nghe thở này sẽ giúp bạn khám phá ra IQ vô cực của chính mình. Trước đó mình xin được gửi tới bạn Phạm Mão tiết mục vinh danh lung linh là lên luôn, độc quyền của Nhanh Trí, để cảm ơn sâu sắc tới Phạm Mão bởi bạn ấy đã dành những lời chúc cực đơn giản nhưng hết sức chân thành đến mình và Nhanh Trí. Các bạn muốn nhiều video nóng bỏng chất lượng hơn thì mình và team Nhanh Trí sẽ dốc hết sức chiều 500 anh em, miễn là các bạn ủng hộ nhiệt con nhà bà Tình nha. Nào, giờ thì vào việc chính thôi. Nhất định phải chiến thắng ngay từ câu đầu này để lấy thần thái cho oách nào. Ơ, là team zombie, các cao thủ đâu rồi, vào cứu mình với. Trong này có zombie ư? Ai mà tin được cơ chứ? Bạn ơi, trong giây lát suy nghĩ và hóng đáp án, mình thông báo một tin vui bành nóc nè. Mình và team Nhanh Trí dự sẽ sâu mặt vào dịp kỷ niệm nút vàng nút bạc đấy. Nên các bạn nhớ đăng ký ủn mông chúng mình mạnh và hung hãn hơn nữa để chúng mình tự tin ra mắt bà con nhé. Nào, tay sinh đã thả đăng ký chưa? Đừng quên so sánh đáp án. Có một người đàn ông ăn uống quái đản, ăn não, nam nhân phục vụ này có đôi mắt đỏ lòm. Chính hai người đó là zombie. Đang ung dung trên trời đạp mây xanh hôm nay xuống chơi thì lại bị các thám tử chuyên nghiệp của Nhanh Trí xích lại. Quá đen cho zombie vi hành này rồi. Ai bảo đến trái đất chơi lại cứ thích chơi trội cơ. Da thì xanh lét như bộ lẹt, lại còn đeo kính đen xách giỏ đi tung tăng, bắt lên phường nhốt lại. Ha ha. Tự do tung tăng tưng tưng rồi, nhưng mà cái duyên cái số nó vồ lấy nhau hay sao ấy các bạn ạ. Bài toán tiểu học dễ ở thế này mà lại khiến cả hội phụ huynh phải điên đầu là sao? Phòng ngay cho thử thách này là hình ảnh rối mắt của năm được rồi đấy. Bởi nhìn qua thì có 5 hình vuông chồng lên nhau, nhưng thực tế các đường cắt nhau giữa các hình vuông lại tạo ra rất nhiều hình vuông khác như 7, 11, 15, vân vân và mây mây. Tuy nhiên đáp án được nhiều người đồng tình nhất chính là 29 hình vuông. Còn bạn là bao nhiêu? Hãy tranh cãi nảy lửa với cư dân mạng ở dưới ô bình luận nhé. Làm quen xương xương với thử thách, tìm một thần đèn khác biệt nhất trong này thôi mà cũng khiến 95% người chơi tóe cả mắt. Liệu bạn có thể vượt qua lần đầu không nhỉ? Ôi giời đất ơi, mình chưa thấy cái thử thách tìm hình khác bọt nào mà lại độc lạ thú vị như này. Cứ xoay ngang xoay dọc điên cả tiết, nên mình đã phải tìm ra bằng được một thần đèn khác này cho bõ tức. Hay, có vẻ quen hơn rồi, tìm một người trượt tuyết khác dễ ăn hơn hay khó nhằn hơn đây? Không chủ quan được các bạn ạ. Cứ tưởng dễ cái là thua ngay, vừa nhìn xoay trong chóng mắt được 3-4 hình mà giờ đã hết giờ rồi. Công bố luôn đáp án ở đây cho các bạn so sánh cái đã. Đứa em nghịch ngợm của bạn đã cầm chìa khóa két thần thánh của mẹ vào phòng của nó. Và mẹ đang lục tung nhà không thấy đâu, còn phòng của nó như này đây. Có khi bạn là thánh soi cũng phải bó tay trước ca này. Nhìn muốn nổ đom đóm mắt luôn quá. Mải chơi xong ném qua một bên này thì ai mà tìm được cơ chứ? Chẳng lẽ phải thuê thám tử Sherlock Holmes? Bạn phải chính là thám tử Sherlock Holmes thứ hai chứ. Mình tin bạn có tố chất đấy. Cố lên, ở cuối có nhiều thử thách phê hơn TT chờ các bạn cơ. Giờ thì tìm tiền rơi nào. Đúng là trên đường đời tấp nập, kiểu gì tao cũng vô tình phập phải đô la. Bạn nào cấu cho mình tỉnh ngộ với. Chẳng qua là mắt mình quá tinh nên cứ đập vào mắt thôi. Hy vọng là có dịp được chiêm ngưỡng tập đô la thật các bạn nhở. Thử thách IQ đố mẹo tìm tất cả hình vuông màu sắc này tưởng đơn giản dễ nuốt hơn, nhưng lại khiến không ít các học sinh giỏi trường chuyên phải nghĩ nát óc. Các cao thủ của Nhanh Trí, mình tin còn bá đạo hơn các học sinh giỏi chứ. Các bạn tìm ra đáp án là bao nhiêu? Solo với mình nè. Ta-da, của mình có tất cả 11 hình nha. Ai dám liều mình tham gia thử thách chỉ dành cho dân chơi hệ IQ vô cực tìm đường đây? Hãy tạm dừng video đến lúc tìm ra được đáp án rồi lại tiếp tục nhé các tình yêu. Các tình yêu dựng đứng của Nhanh Trí thế nào rồi? Các bạn tìm được đường đi lối lại cho cô bé quàng khăn đỏ đến nhà bà chưa? Comment con đường bằng số mà các bạn nối được dưới ô bình luận để mình thả tim nhé. Rồi so sánh với đáp án của mình nè. Lòng vòng hách não gọi bằng cụ.
Vụ trộm trong biệt thự, một buổi sáng nọ, ông chủ hét toáng lên rằng bị mất một con dao bằng vàng 9 số 4, à nhầm, 4 số 9, và ba cô gái này là kẻ khả nghi. Bằng nghiệp vụ của mình, bạn có thể soi ra kẻ trộm đó là ai không? Hãy luôn nhớ rằng trong đầu, thứ cần tìm là một con dao vàng. Nên nhìn chằm chằm vào ba cô coi, cô nào thò cái gì vàng vàng ra là biết luôn. Đây rồi, là cô quản gia trẻ, qua mắt được ai thì qua, chưa gặp tim nhanh trí là tắt thở luôn đấy nhá. Ơ mà không được rồi, mấy con zombie tinh quái lúc nãy có thể đã gây ra đại dịch zombie, khiến chúng đang hoành hành khắp mọi nơi, bao gồm cả bệnh viện. Bạn cần tiêu diệt chúng gấp lắm. Vâng, đây là bệnh viện. Vậy ông này cầm dao dĩa với tư thế đáng nghi này là sao? Chắc chắn zombie đang đi kiếm mồi để ăn gì đó. Cô y tá ở đây sắp rớt não ra ngoài. Và cô bạn ngồi ở phía này, miệng dính máu đỏ lom, tẩm quá. Một trong hai người bàn này có một người là cụ tổ của zombie. Vậy chỉ có bậc thầy truy tìm zombie mới phát hiện ra chăng? Cả bà A và B đều rất đáng nghi. 50% đoán bà B, bởi bà ấy ăn cái gì đó dính màu đỏ tùm lum, lại ăn bằng tay nữa. Còn 50% còn lại đoán bà A, bởi bà ấy cũng cầm son đỏ với kiểu cách không bình thường thế kia. Bạn theo phe A thì comment phe A, phe B thì comment phe B nhé. Tất cả đã bị biến thành zombie, nên việc xác định zombie trở nên quá là tầm thường. Bây giờ các dân chơi phải tìm ra trong zombie, ai là người thật mới chịu được cơ. Zombie hay còn gọi là thây ma, hay nói cách khác cũng thuộc liên ngành ma, nên nói toẹt ra là chúng rất sợ chó. Vậy chính cô ấy không phải là zombie rồi. Ai nhanh tay nhanh mắt hơn học sinh tiểu học đây? Cụ thể là tìm ra được cái bóng của ba nhân vật hoạt hình nhí nhảnh này trong thời gian sớm nhất thì sẽ được tính là có tố chất thiên tài. Đáp án là hình số 3. Mình đã dừng video để đoán ra mới nói đấy, chứ không phải bốc phét đâu nha. Bạn không tin thì mình kéo hình gốc vào, hình bóng cho uy tín nè. Tăng nhẹ một level để coi cao thủ nào mới là dân chơi đích thực, giỏi và thông minh đích thực đây. Cái bóng là hình 5. Bạn lại không tin nữa cho mà coi, lại kéo vào cho xem nhé. Các tấm chiếu mới chưa bao giờ giải đố đến các thử thách cuối thì sẽ bị đuối và không tìm nổi trong hình có bao nhiêu con ngựa đâu. Cơ hội chiến thắng trao tận tay cho bạn kìa. Ôi thế này thì ai mà để vụt qua cơ hội được hả các bạn? Mình mạnh dạn đoán luôn, có 7 con ngựa, có người thổ dân ngồi trên lưng cưỡi ngựa không tính nha. Bạn có giỏi múa may quay cuồng hay đi đường quyền thế nào đi nữa để vượt qua hết các thử thách trên thì cũng không đỡ nổi với màn một con báo thách bạn nhìn ra trong này. Các nam thanh nữ tú đã đầu hàng hết chưa? Để mình công bố đáp án đây. Anh bạn dũng mãnh siêu bá đạo đó đang đứng dương cặp mắt nhìn chúng mình ở đây này. May là ở đồng cỏ châu Phi đấy, chứ ngụy trang như này mà ở Việt Nam thì sợ chết khiếp các bạn nhỉ. Piu piu, phần quà bất ngờ dành cho tất cả anh chị em nào đang xem đây. Vào năm học mới rồi, chúc các bạn gặt hái được nhiều hoa điểm tốt, nhiều khuấy động giờ ra chơi bằng các video hấp dẫn của Nhanh Trí. Mình chỉ tải lên đúng 3 khung giờ, 7 rưỡi sáng, 10 giờ trưa và 18 giờ chiều thôi đó nha. Mãi yêu các bạn!